Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đánh giá cao vai trò lịch sử to lớn của giai cấp công nhân. Đồng thời, người khẳng định việc xây dựng giai cấp công nhân phải được đặt lên trên hàng đầu trong nhiệm vụ xây dựng Đảng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá rất cao vị trí, vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân Việt Nam trong lực lượng Liên minh cách mạng. Người chỉ rõ những đặc điểm của giai cấp công nhân Việt Nam là kiên quyết, triệt để, tập thể, có tổ chức, có kỷ luật. Do có những đặc điểm ấy và lại là giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất mới, gánh trách nhiệm đánh đổ chủ nghĩa tư bản và đế quốc để xây dựng một xã hội mới. Cho nên, giai cấp công nhân có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng. Người khẳng định, chỉ có giai cấp công nhân là dũng cảm nhất, cách mạng nhất, luôn luôn đương đầu với bọn đế quốc thực dân. Với lý luận, cách mạng tiên phong và kinh nghiệm của phong trào vô sản quốc tế, giai cấp công nhân ta đã tỏ ra là người lãnh đạo xứng đáng nhất và đáng tin cậy nhất của nhân dân Việt Nam. Cùng với việc đề cao vai trò, vị trí của giai cấp công nhân, Bác còn dành sự quan tâm, chăm lo đặc biệt cho giai cấp công nhân Việt Nam. Điều này thể hiện rõ qua các chuyến đi thăm địa phương, cơ sở. Mỗi khi đến thăm các nhà máy, xí nghiệp, nông trường, người đều xuống tận phân xưởng, gặp gỡ công nhân đang sản xuất trước khi gặp gỡ lãnh đạo. Người muốn tìm hiểu trực tiếp xem giai cấp công nhân thể hiện tinh thần làm chủ của mình như thế nào. Đến đâu, người cũng khuyên nhủ công nhân lao động phát huy tinh thần làm chủ, gương mẫu, thi đua sản xuất, thực hành tiết kiệm. Đồng thời, không quên chỉ ra những khuyết điểm, những hạn chế trong nhận thức về vai trò, vị trí của giai cấp công nhân, để mỗi người công nhân nói riêng, đội ngũ công nhân Việt Nam nói chung phấn đấu vươn lên. Thực tiễn cách mạng Việt Nam hơn 90 năm qua đã chứng minh và khẳng định giai cấp công nhân Việt Nam là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngay trong cương lĩnh đầu tiên, Đảng và Bác đã xác định vai trò và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam là giai cấp lãnh đạo cách mạng, nòng cốt trong khối liên minh công nông. Trong các cuộc kháng chiến, kiến quốc, giai cấp công nhân Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc vai trò và sứ mệnh cao cả đó. Ngày nay, giai cấp công nhân nước ta đã có những bước phát triển tích cực, mạnh mẽ. Cùng với các giai cấp, giai tầng xã hội khác trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giai cấp công nhân tiếp tục là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế, đóng góp to lớn vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Đội ngũ công nhân nước ta ngày càng đa dạng về cơ cấu ngành nghề, với trình độ học vấn chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp được nâng lên đáng kể. Đội ngũ ấy đang tăng nhanh trong một số ngành kinh tế mũi nhọn của nền kinh tế, đồng thời cũng đang phát triển mạnh ở một số ngành sản xuất, chế biến hàng xuất khẩu. Đã hình thành ngày càng đông đảo bộ phận công nhân trí thức, năng động, sáng tạo, có nhiều sáng kiến có giá trị cao được áp dụng trong thực tiễn. Hiện nay, với số lượng chiếm khoảng 21% tổng số lao động và 11% dân số cả nước, nhưng giai cấp công nhân Việt Nam đã đóng góp hơn 60% tổng sản phẩm xã hội GDP và hơn 70% ngân sách nhà nước. Sự lớn mạnh của giai cấp công nhân là nhân tố quan trọng để đưa công cuộc đổi mới đi vào chiều sâu và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thưa quý vị và các bạn, quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về lực lượng to lớn của giai cấp công nhân, Đảng và Nhà nước ta luôn đặc biệt chú trọng đến việc phát huy vai trò trách nhiệm của giai cấp công nhân. Sự lớn mạnh của giai cấp công nhân là nhân tố quan trọng để đưa công cuộc đổi mới đi vào chiều sâu, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chương mục của chúng tôi đến đây xin được tạm dừng. Xin kính chào và hẹn gặp lại.